Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng tất cả các em nhỏ tài năng đang đến với hội diễn nghệ thuật Thắp Lửa Ước Mơ do Ngôi Sao Hướng Dương phối hợp cùng với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, trong buổi sáng vô cùng đặc biệt ngày hôm nay thì Lê Ngọc tin chắc rằng trong mỗi chúng ta thì đều có vô vàn những cung bậc cảm xúc hân hoan, đúng không ạ? Và lời đầu tiên cho phép Lê Ngọc và Vũ Quang gửi tới toàn thể tất cả các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, Ngôi Sao Hướng Dương Group là mạng lưới kết nối tài năng lớn nhất Việt Nam và sau 5 năm hoạt động với hàng ngàn chương trình lớn nhỏ, với nhiều cuộc thi mang tầm quốc gia, thì Ngôi Sao Hướng Dương đã thu hút đông đảo các đơn vị nghệ thuật toàn quốc gia nhập. Và trong bối cảnh tất cả các đơn vị đang phục hồi sau giai đoạn Covid vì dịch bệnh rất khó khăn, thì Ngôi Sao Hướng Dương tổ chức hội diễn nghệ thuật Thắp Lửa Ước Mơ nhằm cổ động viên các thầy cô và các bạn tài năng nhí sẽ trở lại tiếp tục bùng cháy với niềm đam mê của mình. Quý vị khán giả thân mến, Thắp Lửa Ước Mơ mang thông điệp sẽ thắp sáng lên tình yêu thương, đam mê và tài năng nhí sau quãng thời gian mà chúng ta phải chịu vô vàn những khó khăn từ dịch bệnh, đúng không ạ? Và ngay bây giờ, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật giòn giã để cổ vũ cho tất cả những đơn vị nghệ thuật và các tài năng nhí của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, hội diễn Thắp Lửa Ước Mơ có sự tham gia đông đảo của 60 đơn vị nghệ thuật toàn quốc với số lượng diễn viên biểu diễn lên tới 700 bé. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nồng nhiệt cổ vũ nhiệt tình cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta để các bạn sẽ cùng tỏa sáng với tài năng của mình. Và ngay sau đây, xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa tiệc âm nhạc của Ngôi Sao Hướng Dương với phần mở màn đầu tiên là bài nhảy Sky Mix Song do Trung tâm Năng khiếu Sky Arts thực hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chạm phòng mình sáng lên với tài năng xứng đáng, nhưng chỉ ra kế bao phen nhà vua cứ khen mãi không quên.
đầu càng nhiều điều nuối tiếc. Ít đi đường mong cầu, lòng êm như suối biết. Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết. Cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết. Muốn thì phải làm mà dịp ám nên phải lùi. Còn sức còn khỏe là còn mừng còn phải cười. Thì chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều những tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ 27 câu lạc bộ nghệ thuật trên toàn quốc. Và bây giờ, trong lúc chúng ta chờ đợi phần công bố những giải thưởng danh giá nào sẽ thuộc về những đơn vị nghệ thuật nào trong chương trình Thắp Lửa Ước Mơ ngày hôm nay, thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên phía trên sân khấu để cùng thưởng thức phần trình diễn của bộ sưu tập thời trang đến từ các siêu mẫu nhí trên toàn quốc quý vị nhé. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một khu vườn đầy màu sắc với sự trình diễn của 11 người mẫu nhí trong bộ trang phục ứng dụng của nhà thiết kế Ngọc Mai.
Chúng ta vừa rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều. Sẵn sàng chưa nhỏ? Vẫn hơi nhỏ. Nếu như các bạn đã sẵn sàng thì cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đến với phần công bố kết quả. Mời nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh, chủ tịch của ngôi sao Hướng Dương Group sẽ lên công bố kết quả và trao giải thưởng các hạng mục huy chương dành cho những đơn vị biểu diễn trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay là hội diễn nghệ thuật và có sự tham gia của 63 đơn vị toàn quốc đến từ rất nhiều các tỉnh thành. Và cô Thanh biết là ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn vị các con phải đi từ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng để đến đây. Và cô rất hoan nghênh tinh thần của các con vì những nụ cười của các con. Như cô ngày hôm nay dậy 5 giờ sáng, cô đã rất là mệt rồi. Mà các con đi từ lúc đấy đến bây giờ, cô vẫn thấy những nụ cười tươi trên môi của các con. Vì thế nên chắc chắn là chúng ta phải xứng đáng giành giải thưởng hết, đúng không nào? Ai cũng muốn dinh giải về đúng không? Phải cố gắng để ít nhất cũng được giải tư nhá. Xin mời câu lạc bộ Ocean Blue. Xin mời các con tiến lên đây. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho câu lạc bộ Ocean Blue.
câu lạc bộ giành giải tư tiếp theo. Xin mời câu lạc bộ BB Dance. Quá tuyệt vời. Câu lạc bộ Blue Star Music. Chuẩn bị nha. Giải ba này, một là câu lạc bộ Mini Art, hai là câu lạc bộ Funny Kid, ba là câu lạc bộ Búp Sen Xanh, bốn là câu lạc bộ Những Chú Ong Xinh, đại diện là bạn ca sĩ Lê Thanh Trà, và năm là câu lạc bộ Star Kid. Nhớ là phải ở lại đến cuối cổ vũ cho đội được giải thị nghiệp cao nhất nhé. Mỗi một phụ huynh mua một tấm vé bán nội bộ thôi, vé phát hành nội bộ, nhưng mỗi người đã góp vào quỹ trái tim. Có hồi hộp không? Cô giáo chắc là hồi hộp lắm đúng không nào? Câu lạc bộ đầu tiên, xin mời câu lạc bộ Bục Huynh Đen. Hồi hộp quá, cô giáo xúc động rồi. Câu lạc bộ nào có bài gieo khỏe mắt sắc nhở? Ai nhở? Vâng, câu lạc bộ Nắng Mai. Cái tên cũng rực rỡ như vậy. Trông sớm câu nào? Câu lạc bộ Nắng Mai, chúng mình đứng hàng thứ ba nhá. Giải nhì của Linh Đen Kít ạ. Linh Club. Nhưng mà câu lạc bộ này đã về, cho nên là sẽ hủy cái phần giải thưởng này. Vâng, nhanh lên ạ, chúng tôi đang hồi hộp trên mong chờ quán quân huy chương vàng. Hội diễn là ai? Nhất. Công bố giải nhất nhá. Đó là giải thưởng dành cho đơn vị vận động thiện nguyện nhiều nhất, tức là đơn vị đã có số lượng phụ huynh ủng hộ nhiều nhất, mua vé nhiều nhất. Bây giờ cô sẽ đọc đội mà được điểm cao nhất trong số những bạn được huy chương vàng nhé. Đó là một đội này có lẽ lần đầu tiên đến với Ngôi Sao Hướng Dương thì phải. Hồi hộp. Ai? Câu lạc bộ nào? Ai mạnh nhất ở đây phải hô hào lên chứ phụ huynh ơi. Rồi nhá, đọc nhá. Xin mời câu lạc bộ Thu Phương. Tiết mục của các con Vũ Điệu Rừng Xanh, các con đã giành giải nhất, tức là điểm số cao nhất. Và giải nhất tiếp theo, chúng ta có 5 giải nhất. Giải nhất tiếp theo chỉ xuất sắc sau một tí tẹo tèo teo. Đó là câu lạc bộ nghệ thuật Sen Việt. Có đây không? Rồi, tuyệt vời lắm luôn. Rồi, chào tất luôn, đứng với nhau cho vui nhá. Câu lạc bộ tiếp theo giành giải nhất, các con còn lả lái. À đây à, đúng rồi, các con trò xin chúc mừng các con Happy Kids. Câu lạc bộ tiếp theo giành giải nhất đó là các bạn nào mà là hương sắc mùa hè ấy nhỉ? Xin mời Star Academy của công mến. Và một câu lạc bộ giành giải nhất cuối cùng chính là ai đang đứng ở góc kia kìa? Hình như không được giải đúng không? Hay là không được giải? Xin mời Trung tâm nghệ thuật và kỹ năng mềm Huy đã xin mời các bạn. Tuyệt vời luôn. Vui không, đúng không? Các bạn có vui không? Lần sau chúng mình lại đến những hội diễn như này dành nhiều giải thưởng hơn nữa nhé. Xin thông báo với chủ nhiệm và các quý phụ huynh như sau, là vì giải thưởng của chúng ta chấm trực tiếp cho nên không có in giấy chứng nhận trực tiếp. Sau cái chương trình này, nếu như phụ huynh hoặc chủ nhiệm muốn in giấy chứng nhận ghi giải nhất cho các con của mình thì liên hệ ban tổ chức sẽ in và gửi về cho câu lạc bộ.